Là tin xin chào tất cả các anh em bạn cũ đam mê câu cá từ mình Quốc. Hôm nay em tục lên cho một clip gồm 11 cây câu nha anh em. 11 cây câu này, 11 cây câu hàng kiện Nhật, hàng chất lượng carbon, hàng chiên cho anh em lua gần, câu lóc. Có một số cây bên hàng bên đây hàng bạo lực nha anh em. Rồi, đem cho cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi không cho clip nên thì sẽ ăn lại. Rồi, cảm ơn anh em. Đến đây cây thứ nhất một khảo. Thì cây thứ nhất em lên cho mọi người là một cây cần chất lượng carbon, hàng carbon nha. Đó, cây này phen dạng phen Fuji nha anh em, phen Fuji. Đó. Thì cây này là cây gà đúc hàng của China xuất Nhật. Đó. Bát là bát thẳng, bát thường. Cán là cán bằng. Đó. Chất lượng nó là chất lượng carbon nha. À, chất lượng carbon. Thì cây này dài 2m7, lua từ 7 đến 21g nha anh em. Độ cứng gà tầm khoảng 10 lần. Hàng gà đúc. Đó. Hai khúc nha nè. Phen là phen Fuji nè, phen Fuji, bát thẳng. Fuji, mua Fuji đóng chữ Fuji luôn. Phen đề ba Fuji nha nè. Đó. Thì cái này em chưa vệ sinh lau chùi nha nè, anh em về chịu khó vệ sinh lau chùi giúp em nha. Đây. Chỉ nó còn ok nha mọi người. À, thì cái này nặng là 200g, tải mồi từ 7 đến 21g, đọt là 2 ly mốt, giá công khai là 800k cộng ship anh em. Đó. Cái số 1 800k cộng ship. Phen ok hết nha mọi người. Dạng lên lóc cẩm lê giác. Tiếp theo cây số 2. Thì cây số 2 và cây số 3 là một cặp nha anh em. Để em đọc cái thông số 2. Thì cây số 2 là một cây cần của Đài Qua. Đó, hàng Thái Lan xuất Nhật nha mọi người. Đó. Thì hàng Thái Lan sản xuất thì không có hơn thua với hàng nhập ra nè. Cỏ chơi chất lượng thì rất là ok nha mọi người. Cây này là cây cần của Tây Qua nha mọi người. Cây Tây Qua cán là cán bằng. Đó. Chất lượng là chất lượng carbon, phen là phen Fuji. Bát ở đây nè, bát thẳng như nè, tem xuất Nhật đầy đủ nha. Đó. Cây này dài 2m7, độ cứng là ML. Đó, dài 2m7, độ cứng là ML. Đây, thông số tem mồi. Thì tải dây từ 8 đến 17g nha nè, từ 8 đến 17 lb nha anh em, mà có đầy đủ. Đó, chất lượng carbon nè, carbon sáng chìm đây. Phen buông. Hàng ok hết nha mọi người. Đây. Đó, xuất sắc 500 dt nha anh em. Đó. Đây nè. Xuất dt. Hàng Đài Qua nha mọi người. Đó, hàng này về anh em đánh lóc nè, đánh lóc đánh chẻm câu mú luôn gần. Đó. Câu giặt bờ biển. Thì cái này nặng là 150g, đọt là 1 ly 4. Tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 8 đến 17 lb, giá công khai là 1 triệu. Đây, cây số 2 giá 1 triệu. Cây số 3 cũng vậy nha anh em, cây số 3 giá vẫn là 1 triệu nhưng mà đó. Cùng thông số, cùng độ dài luôn. Đó. Một cặp nha anh em. Cây này được cái nó mới ha. Đó. Cây này mới tin luôn. Chất lượng ngoan, chất lượng carbon sẵn như này. Hàng Đài Qua, ở Thái Lan xuất Nhật. Cột cứng ML và 2m7. Tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 8 đến 17 lb. Đó. Nặng 150g. Đó, cây số 3 này mới nha mọi người. Đó, giá công khai vẫn là 1 triệu cộng ship nha anh em. Đó, cây số 3 1 triệu cộng ship. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 em lên cho người là một dòng cần nội địa nha mọi người. Cây này là cây nội địa. Thì bát là bát Fuji tem vàng. Nó hàng Japan. Nè. Đó. Chất liệu là chất liệu carbon nha anh em, chất liệu carbon. Phen là phen Fuji nha anh em, phen Fuji. Chất liệu carbon sáng chìm nha anh em, ngoại hình rất là ok luôn. Đó. Cây là một cây Cherin. Đó. À, phen là phen bóm nha mọi người, phen bóm. Ok luôn nha mọi người. Phen Fuji, bát Fuji. Hàng ok, chất liệu là chất liệu carbon. Ngoại hình cái này ra tầm khoảng 93% nha anh em.
mới nha mọi người, hàng nội địa nha mọi người. Trắng này trắng bằng. Hàng này dẫn cho anh em chia cho anh em câu câu lóc nha anh em, câu lóc câu chẽm luôn nhé thật. Cái độ cứng ra tầm khoảng M nha anh em, độ cứng ra tầm khoảng M. Thì cái này nặng là 270 g, đọt là 21, tải mồi từ 10 đến 48 g nha anh em, tải mồi từ 10 đến 48 g. Cái này dài 2m7 nha anh em, dài 2m7. Tải mồi từ 10 đến 48 g thì không có thông số tải dây. Đây, giá công khai cây số 4, giá công khai là 1.1 triệu nha anh em. 1.1 triệu cộng ship, fan ok hết nha mọi người. Đó, fan ok hết. Theo qua bên đây, qua bên đây là dàn bạo lực này. Tiếp theo em lên cho mọi người là cây số 5. Cây số 5 em lên cho mọi người là một cây cần may ráp. Đó. Hàng thương hiệu may ráp nha anh em. Hàng thương hiệu may ráp này, hàng của China xuất nhật nha anh em. Fan là fan Fuji, fan Fuji cánh bóng. Đó. Cần còn rất là mới luôn. Fuji gõ gàng nha anh. Cán là cán dạng làm 3 khúc lở nha anh em. Chất liệu là chất liệu carbon, hàng là may ráp. Bát là bát Fuji. Đây anh em, hàng China xuất nhật. Ngoại hình còn rất là ok nha mọi người. Đó, fan là fan Fuji bóng nè. Đó. Bù là bù Fuji chống sắn. Đó. Cây này độ cứng là cứng hắc nha anh em, độ cứng hắc. Độ cứng này là anh em đánh lóc gần nè, săn hàng, đánh bầu lực. Đây, thông số nó lên nè. Đó. Cây này độ cứng hắc, dài là 3m, tải mồi là mát là 80g nha anh em. Đó, tải dây PE từ 1.5 đến 3.5g. 3.5 nha anh em, tải dây PE từ 1.5 đến 3.5. Đó. Hàng này anh em săn hàng nó bao lực nha mọi người. Đó. Anh em luôn gần săn lóc. Đó. Dạng này đánh mồi thật là khỏi chê, rất là cứng nha anh em, độ cứng hắc. Chuẩn độ cứng anh em săn hàng luôn. Đó. Một cây luôn gần. Đánh lóc thật. Đó. Anh em có thể đánh cha cũng được, cây này đánh cha là ok luôn á. Thì cái này nặng là 320 g, đọt là 3.3 ly. Tải mồi mát là 80g nha anh em, tải dây từ 1.5 đến 3.5 dây bia. Giá công khai là 1.5 triệu cộng ship. Rồi. Cây số 5, giá 1.5 triệu cộng ship nha mọi người. Đó, hàng ok, fan ok anh em. Sáng sủa, bù trong sáng. Fan cánh bướm. Đây, tiếp theo là cây số 6. Cây số 6 lên cho người quẳng một cái hàng săn hàng, hàng của Daiwa nha anh em. Đó. Fan này anh em, fan ok nha anh em. Bát là bát Fuji Daiwa luôn nha mọi người. À, cán là cán 3 khúc, cán đời cao. Hàng Daiwa. Thì cái này là một cây Daiwa China xuất nhật nha mọi người. Đó. CG cutter nè anh em. Đó. Cây này dài 3m, độ cứng là độ cứng khắc nha anh em. Đó. Dài tới 3m. Để coi chốt à. Dài 3m, độ cứng là độ cứng khắc nha mọi người. Đó. Dạng này vẫn là một dạng anh em đánh bạo lực nha anh em. Đó. Tải mồi lô từ 50g đến 120g nha mọi người. Đó, tải mồi lô từ 100g từ 50 đến 120g. Tải dây từ 30 đến 40 lb. Đó. Dây 40 là đánh dây bè số 4 nha anh em. Fan là fan Fuji chân cao. Đó. Bu dạng bu Fuji chống sắn nha mọi người. Đó. Cái bu này nó không lụm tiền à. Fuji anh em. Đó. Ngoại hình ok anh em, ngoại hình ok, sạch sẽ, đẹp đẽ. Xuất sắc ít thôi mọi người, chất lượng là chất lượng carbon. Cái hàng này anh em săn hàng, đánh lóc, đánh chẽm câu mú. Đó, anh em có thể đi đánh chép, đánh tra rất là ok nè, câu lăn xê, bậy bạ cũng được. Thì cái này nặng là 300g, tải mồi từ 50 đến 120g, tải dây từ 30 đến 40 lb. Đó. Đọt là 2 ly 4, giá công khai 1.5 triệu cộng ship luôn nha mọi người. Đó.
Cây số 6 giá 1,5 triệu cộng ship. Rồi, cây số 6 giá 1,5 triệu cộng ship. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 em lên cho người là một cây Minecraft. Thì cây Minecraft này nó còn túi luôn nha mọi người. Nó còn túi luôn. Thì cái này dài là 2,7 m nha anh em. Để anh xem được dài. 96. 96 thì cây này dài 2,88 m nha anh em. Dài 2,88 m. Được cái là cây này bộ hũ dàn phen cực kỳ chắc nha anh em. Em thọc con số cây này trước. Cây này dài 2,88 m, nặng là 200 g. Đó. Đọt là 2 ly, giá công khai là 2,2 triệu. Tải mồi mát là 50 g, tải dây là 30 lb, tải dây bia từ 1 đến 2 nha anh em. Đó. Đó. Cần cực kỳ chắc luôn, hàng may ráp. Đợt trước em có bán một cây cắm gốc. Phan Pussy Seed nha anh em, Phan Pussy Seed nè, đang xì lì luôn. Bóng lưỡng luôn nè, nè anh em. Soi anh em xem. Chất lượng là chất lượng carbon. Đó. Phen lên đây là phen bóm nha nè, phen bóm xếp luôn. Nè, phen đợi 3 ở đây, dặn đợi 3, phen xếp nòng súng nha nè. Đó, cực kỳ chắc nha nè, Pussy. Lõi xếp. Ở trên đây là phen Pussy xếp bóm. Đó, cực kỳ đã cây cần luôn. Bô Pussy chống sắn nha nè. Đó. Cặp bò sắn tới ngọn luôn nè. Được cái cây này cũng rất là nhẹ anh em. Cây này chỉ có 200 g thôi, rất là nhẹ luôn. Cây này độ cứng tương đương gần khoảng ML nha anh em. Đó, độ cứng tầm khoảng ML, dạng anh em đánh lóc, dạng đánh lóc cảm giác nha anh em. Cái mồi mát là 50 g nha anh em. Đó. Nè, thông số đây, đó. Tải dây bè từ dây bè số 1 tới dây bè số 6. Leather mat là 30 lb, tải mat là 50 g nha anh em. Đó. Phen bóm đây. Đó. Cực kỳ đẹp cho anh em. Đó, phen bóm phen dẫn ở trên rất là ok. Đó, phen đề 3 là khỏi chê đâu hết. Rồi, giá công khai cây số 7, giá công khai là 2,2 triệu nha anh em. Đó, hàng cực kỳ ok nha mọi người, còn túi. Tiếp theo là cây số 8. Cây số 8 lên cho mọi người là một cây hàng cho anh em đánh mực nha anh em, đánh mực. Thì cái này là một cây nội địa, cây nội địa hàng của Daiko nha anh em. Cán là cán mốt nha anh em, cán mốt bát là bát Pussy tam hoàng. Đó. Thì phôi là phôi cargo nha anh em. Đó. Anh em, cây này một cây hàng của Daiko anh em, hàng Daiko Mercedes-Benz đây. Đó. Thông số tải thông số của mực anh em 2.5 đến 4.0. Thì một số anh em đánh mực á thì anh em sẽ biết thông số này. Đó. Thông số chì của mực. Tải dây bè từ 0.8 đến 2. Đó. Thì tải từ 8 đến 20 lb anh em, cây này dài 2,7 m. Đó. Hàng này về anh em có thể đánh lóc cũng được, đánh lóc cũng rất là ok. Độ cứng cái này ra tầm khoảng ML thôi nha anh em. Đó là ML thôi, dạng dịu. Dạng đánh muốn cũng rất là ok. Được cái là hàng nội địa anh em, hàng nội địa phen là phen Pussy Seed. Seed nha anh em, đổi seed luôn. Đây. Rất là đẹp nha anh em. Bù là bù chống sắn nha mọi người, bù chống sắn seed luôn. Thì cái hàng nội địa là khỏi chê vào đâu hết. Đó. Đó, hàng nội địa là khỏi chê vào đâu hết. Phen cực kỳ đẹp luôn. Dạng đánh mực nha anh em, dạng chia cho đánh mực rồi. Thì cái này dài 2,7 m, nặng là 160 g, đọt là 1 ly 6. Giá công khai là 2,6 triệu nha anh em. Đó, giá công khai 2,6 triệu. Cây số 8. Cây số 9. Rồi, tiếp theo cây số 9 nha anh em. Đó. Cây số 9 em lên cho người một cây hàng của thương hiệu Ban. Đó, là hàng nội địa nha anh em. Cây dừa. Đó. Thì hàng Ban này anh em khỏi chê vào đâu hết. Phôi nó là phôi chắc rồi. Đó, hàng đẳng cấp.
Phan là phan full set cho nên phan full set thì dàn phan này nó sẽ giống như titan cho nên đó, vì không có túi nên không có dám nói nhiều đó. Phan nó làm khói thì titan luôn đó. Hàng này rất là đẳng cấp nha anh em. Phan siết hết nha mọi người, phan siết hết luôn, rất là chắc luôn, hàng ban hàng loại đẻ. Xe ben cầm rất là nhẹ tay luôn, bát là bát Fuji tem vàng. Thì cái này dài chỉ có 2m58 thôi nha anh em, 2m58 thôi, nặng là 150g, đọt là 1.8, tải mồi từ 7 đến 21 gram, tải dây từ 8 đến 16 lb, giá công khai là 2,2 triệu. Thì cây này dạng anh em đánh lốc, mà anh em đánh lốc mà dạng nháy hơi anh em, nháy hơi, thanh lô chẽm, dạng đánh cảm giác, hàng ban có xuất sắc đi ti nha mọi người, đó, xuất sắc đi ti, ban, cái dừa, thông số ở đây, đó. Dạng càng cực kỳ ok nha mọi người, càng phôi thì khỏi chay. Được cái độ cứng này, độ cứng L anh em, độ cứng L. Dạ anh em đến cảm giác. Đó. Rồi, giá công khai cây số 9, giá công khai là 2,2 triệu anh em. Đó, 2,2 triệu cây số 9. Tiếp theo lên cho người là cây số 10 nha mọi người, cây số 10. Lên cho người là một cây dàn càng của Jackson. Đó, một hàng chuyên cho anh em. Một hàng rất là thương hiệu về đồ lua. Đó, cây Jackson. Thì cây này là một cây hàng Fangon. À, Fangon. Mình lỗ xít đây nè, Fangon lỗ xít. Đây, so sánh với cái lỗ xít và lỗ thường cho anh em xem. Đây nè. Không bóng bằng cái lỗ xít anh em. Đó, độ lỗ xít thì nó làm giảm cái độ ma sát giữa cọng dây và phen anh em. Đó, ra cước nhanh. Thu dây vô rất là mượt nên nè. Đó. Thì phen này là Fangon nha anh em, Fangon, cây Jackson Fangon. Cán là cán bằng. Bát là bát gòn luôn. Phen được bá đây. À, rất là ok nha mọi người. Bô ok hết nha mọi người. Chất lượng là chất lượng carbon. Anh em, hàng xuất sơn. Hàng sản xuất tại Taiwan nha anh em, hàng sản xuất tại Taiwan. Cây này là 11 feet, dài 3m3, tải mồi từ 10 đến 35 gram, tải dây từ 10 đến 20 25 lb. Độ cứng cây này ra tầm khoảng mml anh em. Đó, độ cứng cây này ra tầm khoảng mml. Hàng anh em đánh chép. Hàng anh em đánh cha, đánh chép, đánh lốc. Đó. Rất là ok anh em. Dạng đánh chép thì cảm giác rồi, khỏi phê, khỏi nói gì hết. Anh em dài 3m3, nặng là 270g, đọt 2.3 để mồi, độ cứng ra tập khoảng ml, giá công khai là 2,2 triệu anh em. Đó, cây số 10 là một cây Jackson, giá công khai là 2,2 triệu. Số dàn phen là dàn phen full set gold anh em. Tiếp theo là một cây cuối cùng, cây cuối cùng em lên cho mọi người là một cây càng ban, một cây hàng thương hiệu anh em, hàng thương hiệu, hàng săn hàng. Thì cái này em search trên mạng thì giá nó rơi đâu đó vào tầm khoảng gần 10 triệu thằng mới tại Nhật. Đó. Thì cái này sở hữu dàn phen là dàn phen Fuji Sit. Đó. Dạng cần đề cao anh em. Chất liệu là chất lượng carbon sáng chìm. Độ cứng là độ cứng H, dài 3m3. Đó, một cây hàng săn hàng. Angro Bass Fuji. Low Vision. Một cây cần của thương hiệu ban nha anh em. Nè, fan là fan chân cao luôn, fan xít. Fuji, đóng chữ Fuji, Fuji 30 nha anh em, fan dẫn là 30. Có soi cho anh em xem. Săn hàng anh em, độ cứng là tôi cứng hắc, độ cứng săn hàng. Rất là cứng luôn. Soi kỹ lên cho anh em xem. Đó. Bát ở đây nè. Hàng anh em lưu gần cũng được anh em. Hàng lưu gần. Đó, săn hàng. Anh em đánh lóc săn hàng.
bồ bồ sóng trắng này nè, bồ xếp tôi nha nè. À, mọi người ngoại hình ok, có xuất sắc đi ti thôi anh em. Đây nè, thông số đây thì cây này dài 3m3, độ cứng là độ cứng H, tải mồi từ 20 đến 70 gram. Alo anh em, tải dây từ 12 đến 4 lb. Cây này tải bê chắc B34 nha nè. Đó. Nộp hàng sang hàng. Đó, phen là phen Fuji chân cao nè. Rồi dây rất là ok nha nè. Đóng đóng cho nội đứt luôn. Rất là cứng nha nè. Cây này rất là cứng luôn. Hàng sang hàng, đánh lóc bạo lực. Rồi, giá công khai cây này là 3,3 triệu anh nè. Đó. Cây số 11 giá 3,3 triệu, dài 3m3, tải mồi từ 20 đến 40 gram, từ 12 đến 40 lb, bè số 4, đọt là 2 ly 9 nha nè, đọt 2 ly 9, nặng là 320 gram, giá công khai là 3,3 triệu. Rồi đó, tổng cộng 11 cây cần em lên cho em hôm nay. Nếu em ưng cây nào chốt để số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.